thiệu với mọi người, đây là phù thủy Nikki. Con không phải Nikki sao mà con biết. Con là Witchy sao. I don't either. Cái Witchy sao này ở trong cái video đó cũng set room on the room ở. Bây giờ phù thủy cho tôi biết là phù thủy khác với người thường ở chỗ nào. Một phù thủy có blue spit với lại người ta không có blue spit. Blue spit là cái gì vậy chị? Nước miếng màu xanh. Trời ơi. Trời. Phù thủy có nước miếng màu xanh trời hả? Ở đâu vậy? Ai nói với con vậy? Cô đọc chuyện, cô nói là đâu la lưỡi là cơ phù thủy này kia có nước miếng màu xanh không? Không. Rồi gì nữa, khác nhau gì nữa? Con quýt không có tóc. Phù thủy không có tóc, phù thủy đeo tóc giả. Phù thủy đeo tóc giả. First class. Rồi sao nữa? Phù thủy có gì? Là sao phù thủy không có móng tay mà chỉ có móng vuốt thôi. Nó mang gloves even in the summer. Người ta đừng có thấy. Phù thủy chỉ có móng vuốt cho nên lúc nào cũng phải mang găng tay. Mùa hè cũng mang găng tay nữa cho người ta đừng có biết. Rồi sao nữa? Không có biết nữa. Không có biết nữa hả? Rồi sao nữa? Phù thủy có cái gì đó con đang đổi đó. Không, một phù thủy look like ordinary woman. Một phù thủy ordinary woman cũng đội nón gì đó sao? No, nón. Đó. They look just like ordinary woman. Nói là phù thủy có cầm cái gì đó, con đang cầm đó. Không. Nó. Phù thủy có gì, có chổi đó. Không. Một phù thủy real là chứ là giống như mẹ. Một là ordinary woman. Nhưng mà phù thủy có cái gì nữa nè, có magic kìa. Đúng không? Rồi còn gì nữa? Con một phù thủy thấy là người ta sạch là nó thối dữ lắm. Đối với phù thủy là người sạch là hôi đối với phù thủy, là thối đối với phù thủy. Có nghĩa là phù thủy thích mùi hôi. Cô đọc chuyện gì đó hả? Cô nói gì đó hả? Cho nên mấy người ở sạch lại gần phù thủy là phù thủy sẽ là cảm thấy rất là hôi. Ủa lạ quá nha. Ít có một cái người con gái là làm cái gì mà sạch á. Là cái người đó là một phù thủy. Nếu mà ai lại gần mình mà bụng lỗ mũi mà mình sạch đó hả, là người đó là phù thủy đó hả? Ôi ghê quá. Rồi sao nữa, cô còn đọc gì khác nữa không? Gì they mà? Have strong smell. Phù thủy là có mùi rất là nồng hả? Đúng rồi, phù thủy ở dơ hả? Không có biết. Phù thủy có rất là mùi có mùi không rất có nghĩa là nó hơi stronger than us. Like they can smell better. Có nghĩa là có lỗ mũi thính hơn người thường. Bự hơn chút. Có lỗ mũi bự đó, đúng rồi, lỗ mũi phù thủy bự và chà bá lên đó. Cho nên là thính hơn người thường. Lỗ mũi thính hơn người thường. Phù thủy có ăn thịt nít không? Có ăn thịt chiếu rành không? Không có ăn mà làm cái gì mà they find ways to make người ta their own mom eat them. Or kill them. Phù thủy sẽ có phép thuật là làm cho người khác ăn thịt chiếu rành. Một cái kill nó. Ôi ghê quá. Giống như ít xong mình ít một cái một phù thủy lại không á. Xong rồi turn một cái chiếc rằng into the headlines and put the headline in the mom head. The mom will see the headlines and say, oh I'm gonna kill that headlines. That's phù thủy biến con em bé thành con chí. Cái mẹ nó tưởng là con chí giết chết con chí luôn. Anh nhà là giết con mình ghê quá vậy. Cô đọc chuyện gì nghe ghê quá vậy. Này nụ phù thủy xà giống như cái băng không? Có gọi cái vỏ đó nè. Năm nay Halloween chắc không có đi ăn xin kẹo gì đâu.
bị corona rồi phù thủy này kia sẽ là ở nhà ăn kẹo ở nhà đi. Nó sẽ là với lợi á, phù thủy á sẽ là với lợi làm người ta ăn chiêu rằng là giống như turn into the meat or something and then they gonna cook it and eat it. Tại nó tưởng là nó là meat mà actually là chiêu rằng. Phù thủy biến rồi biến nha, còn mấy đứa nít thành miếng thịt luôn hả? Cho okay, something something edible. Hoặc là cái gì ăn được đó ha, cho người ta ăn luôn á hả. Phù thủy nó ác quá nha.